Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì là cuối tuần rồi thì mình mới có thời gian làm một cái video để các bạn cùng tham khảo. Và trong tuần hơi lu bu một chút nên mình không có làm được. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay lại vấn đề câu chuyện vấn đề lương của thực tập sinh ở Nhật các bạn. Mình thấy trong các cái video mình làm thì vấn đề lương thì là được nhiều các bạn quan tâm nhất nên mình sẽ thường xuyên làm những cái vấn đề về các cái lương các đơn hàng khác nhau để các bạn có nhu cầu đi sang bên này thì sẽ dễ mà tham khảo và tìm hiểu hơn đó. Thì hôm nay thì mình sẽ làm về lương của thực tập sinh Hàn ở Nhật. Hàn ở Nhật. Hàn kim loại các bạn. Thì đây là bảng lương của một anh bạn thực tập sinh công ty mình làm ở Hàn. Thì cái dịp này thì cái kênh YouTube của mình thì cũng đã đạt được 1.000 subscriber. Thì mình cũng đã làm kênh được gần 2 tháng nay thì nhờ cái sự yêu thương và quan tâm của quý vị các bạn thì cái kênh của mình cũng đã đạt được 1.000 subscriber là cái điều kiện đầu tiên của YouTube. Thì mục tiêu sắp tới là đạt 10.000 subscriber. Và tiếp nữa thì các bạn đã ghé đến xem video của mình thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình bằng một subscriber nha các bạn nhé. Gây chuyện với các bạn nhé. Thì ok, giờ ta sẽ đi vào vấn đề là đơn hàng thực tập sinh Hàn các bạn ạ. Thì ở bên Nhật này thì có mấy kiểu Hàn người ta hay dùng nhất là ví dụ như là Hàn như Việt Nam mình vẫn dùng là Hàn xì Hàn Hàn Hồ Quang này, Hàn xì Oxy Acetylene này, rồi Hàn bán tự động này, Hàn tích, Hàn mix, Hàn mắc đấy. Thì các công ty lớn thì người ta thường dùng cả mấy kiểu hàn này. Tuy nhiên các công ty bé thì nó cũng như các cái xưởng bé ở Việt Nam mình thì dùng đa số là hàn Hồ Quang thôi hoặc là hàn xì Oxy Acetylene. Nhưng công ty mình thì cũng quy mô cũng khá là to và cái hàng hóa người ta làm cũng rất là to nên người ta đảm bảo cái độ chính xác của mỗi hàn cũng như là cái độ yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm nên người ta dùng như tất cả những cái kiểu trên để tùy vào từng mỗi hàn của từng chỗ khác nhau. Thì cái như cái video các bạn xem đầu tiên ấy thì đấy là mình quay về của một cái các bạn ấy đi làm thêm vào ngày ngày nghỉ thì người Nhật người ta không đi làm và người ta sẽ ưu tiên cho người Việt mình đi làm. Và các cái hàng đơn giản và nhỏ thì sẽ để lại cho các bạn ấy để cuối tuần các bạn đi làm. Vừa thứ nhất là giải quyết được vấn đề cho người Nhật người ta nghỉ, thứ hai nữa là tạo điều kiện cho anh em Việt Nam đi làm vừa được tiếng là có công việc làm thêm cho anh em người ta làm, hai là chi phí của Việt Nam cũng rất là so với người Nhật thì cũng rất là thấp, không đã ba người làm một ngày thì chắc chỉ bằng chưa bằng một một người Nhật làm, không bằng luôn đấy. Thì vì thế người ta rút người Nhật nghỉ đi để cho người Việt mình đi làm là thế các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề tháng lương. Lương của công bạn này thì bên mình thì không phải làm ngày, không phải làm cả đêm nha các bạn, chỉ làm cả ngày và có làm thêm. Tháng vừa rồi là lương là tháng này là lương của tháng 2 thì tháng 2 có 28 ngày thôi thì số lượng công sẽ ít hơn và cái làm thêm thì cũng làm thêm cả ngày thường cả ngày nghỉ thì mình lấy cái bảng lương này thì vừa nó vừa phải về vấn đề giờ làm thêm và giờ làm cũng như là cái việc không phải làm ca đêm để các bạn dễ hình dung hơn về cái việc làm đối với bình thường. Mức lương sang bên này thì nhiều công ty người ta phải làm đêm này và tăng ca nhiều hơn thì mức lương người ta khủng hơn là chuyện bình thường. Thì ở sự tư bản này thì không có gì là gọi là thế nào này? Gọi là tự dưng mà có hết, tất cả đều 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 người ta đánh đổi hết mà. Vì thế tư bản nó mới thuê mình nhưng không mình đã đi thuê lại ngược lại nó rồi đúng không ạ? Thì như thế để các bạn dễ hình dung hơn về cái việc một cái đơn hàng thực tập sinh đơn hàn hàn kim loại và sang bên này làm việc với mức độ bình thường không làm đêm mức độ tăng ca bình thường thì sẽ được bao nhiêu tiền. Ok, chúng ta đi vào luôn vào vấn đề chính. Đây là cái bảng lương của bạn này bạn nhá. Thì lương là của tháng 3 năm 21 là 2019 và chốt là ngày 25 tháng 3 thì từ ngày trả lương là ngày 25 tháng 3 và chốt từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3, 16 tháng 2 đến 15 tháng 3
thì nó dính vào mấy ngày của tháng 2, thì tháng 2 thì nó nửa tháng của tháng 2 thì có 28 ngày thôi, thì nó ít công hơn lại mình nói đấy. Công ty hơn 50 năm nay mà mới có 163 nhân viên, bạn này là 161. Ở Việt Nam mình mới 1 năm mình đã đi ra đi vào như chợ rồi. Thì tiếp theo là cái vấn đề chi tiết thì lương giờ của thực tập sinh ở vùng của mình thì là 850 yên. Đây là một mức không cao nhưng mà cũng không phải là thấp so với thực tập sinh. Ở các cái vùng thành phố lớn thì đương nhiên người ta cao hơn. Và các vùng quê thì mình thấy là như mình như chỗ mình thì mình thấy cái mức này là khá so với các vùng quê rồi. Đấy về cái tiền làm tương đương với 176 giờ làm và tương đương với 22 công. Đấy. 22 công thì các bạn đấy được là 22 ngày làm và nhân là 176 giờ các bạn được 14 man và 9 sen 600 yên. Thì cái giờ làm thêm của các bạn đấy thì tính ra giờ làm thêm là được 2 man 8 355 yên. Tổng thì các bạn ấy nhận thu được là 17 man 7 sen và 905 yên này các bạn. Thì đến các khoản trừ, trừ thì các khoản bảo hiểm đầu tiên thì trừ mất 8 sen 667 đồng. Thứ hai là tiền nên kin. Nên kin thì mất 1 man 6, 1 man 6 tương đương khoảng tầm 3 triệu 3 tiền Việt Nam mình rồi, tại với mức đồng yên như hiện tại. Tiếp theo là cái bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp thì nó rơi vào 534 yên. Bảo hiểm này thì rất là rẻ thôi, tầm 100 nghìn thôi. Hơn 100 nghìn thôi. Rồi cuối cùng là tổng của ba khoản này trên thì mình sẽ trừ mất bạn ấy phải trừ mất 2,5 man 671 yên. Đấy thì còn lại là 15 man 2 sen và 234 yên. Đây chưa dừng mà đóng thêm tiếp là 3 sen tiền thuế thu nhập và cái tiền nhà cửa nước ga tất cả gói vào một cục là 1 man 6 916 yên các bạn. Cái tiền nhà cửa này thì công ty hỗ trợ một phần nên là cũng không đáng không 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 mất nhiều lắm, chỉ 1 man 6 thôi. Điện nước và dầu ga các thứ đấy. Đấy tổng các khoản bị trừ là bạn ấy bị trừ mất 4 man rưỡi và 637 yên. Thì còn lại sẽ là 13 man 2 sen và 268 yên các bạn nhé. Đây thì dưới này có chi tiết hơn là 22 ngày làm việc và làm thêm ngày thường là 18 giờ thì quy ra được 1 man 9 125 và làm ngày nghỉ là một ngày nghỉ các bạn này. Là một ngày nghỉ thì 8 giờ thôi, hành chính thôi thì được 9 sen 180 yên. Vậy là cái tháng này các bạn ấy sau khi trừ các khoản thuế má nhà cửa đất đai các thứ thì các bạn ấy còn là 13 man 2 sen mà 268 đồng. Thì cái tiền từng này nó rơi vào khoảng là tầm 28 triệu gì đấy, hơn hơn 27 triệu và khoảng khoảng tầm giữa 27 triệu rưỡi đến 28 triệu gì đấy mình cũng. Đấy thì nó rơi vào khoảng tầm 27 triệu rưỡi đến 28 triệu gì đấy. Thì còn trừ ăn uống các thứ đi thì cũng phải khoảng mất tầm 3 man nữa đi. Ăn uống thoải mái, vét nhà đi mút chỉ rồi thì cũng phải mất 3 man. Thì cũng mất 6 triệu. Thì còn lại là khoảng tầm 22 triệu gì đấy. Thì bạn ấy là tiết kiệm được và gửi về nhà. Đấy thì các bạn có thể thấy được cái mức lương của thực tập sinh đơn hàn nhé. Rồi ok, vì mình vừa cùng các bạn chia sẻ về vấn đề lương của thực tập sinh đơn hàn bên này với mức độ làm thêm giờ ngày thường và ngày nghỉ như thế thì cái số tiền mà các bạn đạt được về tay là bao nhiêu tiền thì các bạn đã có thể hình dung được phần nào về cái mức độ của một cái đơn hàng sang bên này thực tập sinh đối với đơn hàng kim loại. Thì nó không như mình nói luôn là cái vấn đề lương à, đây cái mình nói luôn là cái vấn đề công việc này nó không vất vả và đồ bảo hộ bên này rất là tốt hơn ở Việt Nam rất là nhiều, nên là các bạn đi đi Hàn mấy tháng nay liên tục nhưng mà không bạn nào bị đau mắt, không bạn nào bị bong tróc da mặt ra gì như kiểu ở Việt Nam mình mới làm mấy ngày nhá, đố các bạn nào mà mấy ngày đầu về mà mắt bình thường được đấy, từ các bạn đã làm quen rồi. Ok thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và chúc các bạn có những cái lựa chọn đơn hàng tốt nhất, đạt được những cái mong muốn tốt nhất. Và đã ghé xem video của mình thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.
Xin chào và hẹn gặp lại.